Dặn một cái nó có liền, nó phê gì đâu. Tình yêu của mình đâu ta? Đây. Không ngờ em gặp anh luôn. Quá đẹp luôn. Ghé qua bên UKT Việt Nam để mà mình cùng uống cà phê với nhau cuối năm với Vương Rạng các bạn. Địa điểm là ở quận 7 nha. Lâu rồi mới chạy lại Hai Bờ Bún Bù uống phê như ngày nào. Lên xe là cứ xăng trước xăng sau cho nó nóng lên hoặc bốc. Dặn một cái nó có liền, nó phê gì đâu. Tới thì sẽ về rất là nhiều cái lon mô tô 3 anh em quan tâm, hoặc là trong năm vừa rồi chưa có mua được thì nhớ đặt cọc Vinh nha. Về là Vinh sẽ hú cho anh em trước, và tất nhiên là về vẫn là những cái số lượng nó rất là giới hạn các bạn. Như trên xe V4 Vinh Bu là đang có một cặp bản kỷ niệm, cái miệng dạt xéo rất là lạ. Mà đi với Lugati thì nó vẫn là cái gì đó ít thấy đúng không các mọi người, ít thấy ha. Ôi trời ơi đẹp. Low control là cái chế độ để ba ra xe racing các bạn. Thử là phải tắt off cái chế độ đó đi. Đây đúng không anh? Đi cầu nào anh Bu? Gàng phù gàng tháng con Hai Bờ này. Khủng thiệt cái sự.
thị Minh Khai cả nhà ơi. Sẽ quẹo trái. Đông ghê ha, hôm nay thứ hai các bạn. Mọi người có những công ty và những cái nơi vẫn là việc bình thường. Hôm nay là hai mấy Tết ta, 26 hả? 26 Tết năm nay chắc căng á, ai cũng đi làm căng hết. Kinh tế hôm nay hơi kém. Nè, dặn cái lên tới rồi nè. Con này nó mạnh lắm. Đường vắng chạy ra phút này đường vắng, chứ bình thường cái đoạn này là cái đoạn tiếp nối giữa quận 2 và quận nhất á, thử đông ít khi nào mà vắng vẻ được vậy lắm. Quá đẹp luôn, thành phố Vista, thành bảo shop tuyệt vời. Mình thì arrive quá. Mình đang dính là rai quá, thử chưa có đổi được hãng khác. Cameraman thấy mạnh nó mới chạy theo quay phim được chứ. Giống như là có một vài cái commercial các bạn thấy là và trong track ở châu Âu, ví dụ như BMW hay là Mercedes đi ha, thì có một vài cái commercial lại nói là những cái xe mà chạy theo để quay á là những cái xe GDM như là Supra rồi RAV4 rồi đó, kiểu vậy. Phải là một con xe mạnh thì mới dí theo nổi. Thì cũng đông, mình nghĩ là cũng có một cái lượng lớn họ cũng đã nghỉ làm rồi và họ đi chơi luôn, họ sẽ đi chơi vào những cái ngày này. Mà cái con Hyper 1001 này nó cái động cơ với lại cái nết của cái động cơ này nó rất là khô khan các bạn. Hầu như nó không có một cái công nghệ gì hết trơn trọi á, thử là mình chạy nó thô lắm. Nó rất là thô ráp.
Và những cái lúc mà mình mới biết đến mô tô thì mình luôn thắc mắc là tại sao lại có một vài người, không phải một vài người mà rất là đông, các anh các chị rất là thích những cái con Ducati đời cũ mà họ gọi là họ rất là thích. Và nói chung là cái mình thấy được cái lực của mấy anh chị nó chơi rất là mạnh các bạn. Xe nào cũng lên đồ mà mình biết được là người ta chơi một con rất là lâu. Và cũng có đi test drive thì họ lại nói là với cái nếp chạy của họ thì họ cũng không cần một con nó quá là công nghệ nhiều. Rồi họ vẫn thích và họ vẫn không có gọi là leo lên những con đời mới thì họ vẫn lại không có feel được cái động cơ mới á. Thì mình cũng hiểu lý do tại sao rồi. Ví dụ như mình đi thì mình thích trải nghiệm, mới cũ gì mình cũng thích hết. Mình ưu tiên cái sự trải nghiệm, mình trải nghiệm được càng nhiều thì nó lại càng tốt cho cái công việc của mình. Chứ mình cũng, sau này cái tư duy chơi xe của mình thay đổi nhiều lắm. Mình không có ôm khư một con mà mình chơi mãi mãi nữa. Nó sẽ là một cái rào cản khá lớn cho chính bản thân của mình. Giống như là bây giờ mình cũng đã mua Ducati 959 rồi. Thì đôi khi, không phải đôi khi nữa, bữa giờ luôn á, mình rất là thích con CBR 3R. Quá đẹp. Chúng là một cái ước mơ khá là nhỏ bé là mỗi hãng mình đều có một con xịn nhất của hãng đó. cứ đặt cái chỉ tiêu như vậy đi, rồi sau này mình hạ, đúng không? Cũng gần đến rồi các bạn, đợi mình chút nha, tại vì mình không mang pin GoPro, mình không quay cắm máy sâu được. À, bên đây không? Aston Martin. Để vào quay sơ một vòng cho anh em xem nha. Đó. Tình yêu của mình đâu ta? Đây. Chính nào em mua V4 rồi. Em mua V4. Em mua sen bảo.
xong anh với em rồi, em sẽ hủy diệt V2S. Rồi anh em mình về lại Tabu nè. Anh em nhìn một dàn xe nha. Lý không? Ủa nó hoàn cái lại hả? Đi luôn. Đâu, thấy thai là thấy có như cặp mông. Cài nón bro. Nhiều đồ chơi không? Mình đã quay clip này rồi, các bạn có thể xem lại ở đây. Sửa soạn dữ ha. Cảm ơn em. Ok. Ổng ơi em gặp anh luôn. Ủa chứ bữa lấy áo này ở đâu? Ship hả? Em Thiên Bùi á. À trời ơi, ship không gặp. Khách VIP mấy bạn ơi, 5 cái, cảm ơn em nhiều, thank you. Áo đẹp lắm anh. Bạn này đặt một lần 5 cái áo. Quá đã. À, lúc nào đậu cũng có người đổi á. Má để mà thức chim nó ỉa luôn. Mà canh thì khó nha, tại nó có chút xíu mà canh. Phải canh cho mình vừa đủ thấy. Lúc mà canh vừa đủ thấy đậu rồi là có người đổi. Ủa sao có thức chim không ai? Ai chim nó bay xuống dưới mà nó ỉa trên. Ngay giờ đứng rồi. Kệ lấy về rửa xe luôn chứ. Cái này là con, cái này là ai dặn nó ngược bên trên không? Cái này cứt người á chứ cứt chim đâu. Hửi thôi. Cứt người á. Có nào móc đứt chay lên thôi. Nó chìa khóa mà không gắn gì ha. Rớt một cái hỏi trời ơi xui quá, tìm ra. Kiếm gì móc vô đi cha. Rớt lên đây lấy cái khác. À. Bên đây là có dịch vụ mất chìa là đổi xe luôn. Hình như cái này có chìa đỏ không ta? Chìa đỏ là chìa Trung Quốc. Ờ cái này hai chìa đen phải không? Với một cái số hả? Xe này là chìa lỏ. Alo. Điện thoại mới có 1 phút thôi là dí không kịp rồi, mất tiêu mất hình luôn. Thì lâu rồi không có dạo phố quận nhất thì hôm nay sẽ quay cho anh em xem một cảnh ở ngoài Bạch Đằng nha. Không khí sự là cũng là mình nôn nao, tuy là năm nay Tết mình không được ấy lắm. Nhưng mà không sao các bạn ơi, quan trọng là mình vẫn khỏe, anh em bạn bè vẫn khỏe mạnh là mình hạnh phúc rồi. Còn lại thì không sao, năm sau mình lại tiếp tục cố gắng tiếp. Đi bờ kè về quá. Coi hướng này đi mình sẽ quạnh qua Vĩnh Thông mình về. Trời mất tiêu luôn á, không thấy ai luôn. Chạy ghê thiệt á chứ. À đây thấy rồi, thấy rồi. Dừng đèn đỏ lại. Quá trời ơi đất.
đầu xe tải luôn. Chung là không biết tại sao mình rất là sợ những cái pha như vậy các bạn. Ducati, 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 1, 2, 3, 4, 5 con Ducati. Dài đó, Diamond năm nay làm đẹp nha, mình rất là sell out. Diamond năm nay làm rất là ok. Ducati không, nhà phố thanh niên tuy là bông giả nhưng mà lên hình cũng đẹp đó, không thơ không tính nổi đâu. Cho cái clip này là clip dạo phố Tết đi. Rufano này quá. Trời ơi, rồi X30. Cái màu quá trời đẹp. Sao xe gì cũng thích hết vậy. Mê xe thật sự, mình là mê xe hơn mê gái đó, y vậy luôn á. Và các bạn đã xem hết vlog lần này và rất mong các bạn sẽ gặp lại Vinh. Vinh cũng rất mong Vinh sẽ gặp lại các bạn mỗi ngày, mỗi lần mà mình up clip lên nha. Nếu mà các bạn đã xem được đến đây, các bạn đừng có quên thả cho mình một cái comment, những cái suy nghĩ của bạn và những cái mà các bạn muốn xem thì nó sẽ xây dựng cho Vinh rất là nhiều. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn năm mới vui vẻ, tràn ngập tình yêu thương của người thân và gia đình. Bye bye, mai gặp lại nha.